Thưa quý vị, những ngày này bà con nông dân tại các vùng chuyên canh rau trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang phát phỏng lo lắng khi những đợt không khí lạnh tràn về liên tiếp kèm theo mưa kéo dài. Bởi với hình thái thời tiết này, việc trồng rau màu vụ Tết đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không kịp cung cấp ra thị trường vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Là một trong những hộ trồng rau màu tại thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, ông Ngô Ngọc Xuyên đã bắt đầu cày xới đất lên luống, chuẩn bị cho vụ rau dịp Tết. Tuy nhiên, lạnh và mưa kéo dài liên tục nhiều ngày khiến ông xuyên không khỏi lo lắng bởi thời tiết như thế này sẽ khiến rau màu chậm sinh trưởng thậm chí sâu bệnh. À, thời tiết này là cũng như rau rất là là khó à, khó cho nên dù trời lạnh như thế này nhưng mà buổi sáng là phải tưới nước à, không tưới nước là rau không phát triển được và cái ngộn là cũng như quán hết do à, nó lạnh quá cũng như ông Ngô Ngọc xuyên, bà con nông dân tại thôn Yến Nê đang lo lắng từng ngày cho vụ rau cuối năm. Tuy phải bỏ công chăm sóc nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn, nhưng chất lượng vụ rau Tết vẫn chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Dựa rợn lục nhiều đợt quá, mắc hái cọng, dèo lại cái hơi cái dèo lại cái hơi lùm hơi ba đợt đến hơn. bữa nay mới dèo lại, mới lại ngày còn cao nó còn chưa có thu hoạch gì hết. Theo bà con nông dân, với tình hình thời tiết như thế này các loại rau ăn lá ngắn ngày được tập trung lựa chọn gieo trồng. Khi tiết trời nắng ráo, bà con sẽ gieo những loại khác để kịp cung ứng thị trường. Là làm nông nghiệp, ấy. ai cũng trông vào là làm cái vựa rau tách. À, nhưng mà năm này thì ai cũng lát đào này, à, cho nên cũng chưa biết được, cũng kêu là còn mai rủi Cái thời tiết mà hắn nắng lên nữa thì mới được. Mà hắn như thế này là coi như cũng rất là khó, không kịp tách. À, ví dụ như là nắng lên mình làm cỡ 30-35 ngày, nhưng mà không mưa này không phải là 45 50 ngày. Vụ rau màu cuối năm là niềm hy vọng cho một cái Tết ấm no đối với bà con nông dân thôn Yến Nê nói riêng cũng như các vùng rau khác trên địa bàn huyện Hòa Vang nói chung. Thế nhưng, tình hình mưa lạnh vẫn kéo dài trong những ngày tới, dự báo các hộ dân phải đối mặt với một vụ mùa thất thu.